Huyện Như Xuân là một trong những vùng nắng hạn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Việc tích nước chủ yếu dựa vào các hồ chứa đập. Hiện tại trên địa bàn huyện có 118 hồ đập, phục vụ tưới tiêu cho hơn 1.300 ha đất nông nghiệp. Hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn huyện Như Xuân đều đã được xây dựng từ trước năm 2000, chủ yếu là đập đắp bằng đất nên đã xuống cấp và xuất hiện các hiện tượng sụt lún, thẩm thấu nước. Ngoài ra các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước đều là làm tạm, không kiên cố. Về mùa khô đấy thì do là đập bị vùi lấp cho nên là cái diện tích mà chứa được nước thì không còn đủ để đáp ứng được cái tưới tiêu. Về mùa mưa thì do là bị vùi lấp mà cái mặt đất ấy bị dâng lên cho nên là mưa lũ ảnh hưởng đến cái đời sống sản xuất và sinh hoạt của bà con. Đấy, thì đến mùa mưa bão thì xã cũng phải là chuẩn bị các cái phương án, huy động về lực lượng để mà phải di rời bà con để mà phòng tránh lũ. Mặc dù nhiều công trình hồ đập trên địa bàn huyện đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nhưng do số lượng công trình nhiều, kinh phí để đầu tư cho một công trình là lớn, nên vẫn còn một số công trình chưa được tu sửa hoặc chỉ được sửa chữa, chắp vá tạm thời, dẫn đến xuống cấp. Thì chúng tôi cũng đã làm báo cáo cho các ngành cũng như huyện để kêu gọi cái việc đầu tư hỗ trợ cho của nhà nước. Thì trong năm cái hồ hiện nay thì chúng tôi ưu tiên là xếp những cái nào mà nguy cơ mất an toàn, ví dụ như cái hồ ao Bai ở Thanh Xuân thì hiện nay là hồ đập thì hiện trạng là xuống cấp rất nghiêm trọng, cũng đề nghị là nhà nước quan tâm đầu tư làm sao cho chúng tôi được tu sửa nâng cấp để đảm bảo phục vụ tưới cũng như là cấp nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Theo phản ánh của người dân, tại hồ chứa nước Ao Bai, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, thân hồ đắp bằng đất, nhiều đoạn đã bị nứt gãy lớn, gây rò rỉ nước, mái thượng lưu nhiều đoạn sạt trượt, tràn xả lũ hư hỏng nặng, nước thấm qua sàn, cống lấy nước xây tạm cũng bị rò rỉ. Cái hồ này là hiện tại bây giờ là không đủ nước cho dân người ta làm ruộng. Bởi vì là bờ đập thì tức là bằng đất, không chưa kiên cố được, còn cống thì bằng gỗ. Đấy. Với là chưa tức là nó như thế mới không giữ được nước cho dân chúng tôi dưới kia làm ruộng. Bây giờ ruộng dưới kia là khô nứt nẻ hết. Cũng tương tự như hồ Ao Bai, đập Dương Bai Bò ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, do được đầu tư xây dựng đã lâu nên hiện nay cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng. Thân đập này bằng bê tông đã bị nứt vỡ, lòng đập qua thời gian dài bị bồi lắng, hiện chỉ còn sâu khoảng 30 cm, không đủ nước chứa phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Ngày trước thì ở đây nước sâu khoảng hơn 1 mét, nhưng mà bây giờ là do quá trình bồi lắng là nước đất cát bồi về là không nước là không còn đủ khả năng tưới tiêu. Là cái mương ở đây thì ngày trước là do thiết kế của ILMC là nó hẹp, nó chỉ được cái lòng mương được khoảng 30 phân thôi, với lại độ sâu nó là được khoảng 45 phân. Và hiện bây giờ là do quá trình sử dụng lâu ngày, rất là lâu năm, là ở dưới đáy của móng của mương thì bị sụt lún một số vị trí là không thể khắc phục được nữa, giờ là rất là khó khăn cho việc lấy nước tưới tiêu cho bà con. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa, trong đó có 93 hồ hư hỏng nặng, xuống cấp gây mất an toàn cũng như không đảm bảo đủ nước cho bà con. Hiện các địa phương cũng chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa.